Lộc thì nói chung là Lộc nhìn kiểu không biết sao nha, nhưng mà Lộc nhìn kiểu nói chung là Lộc bị nghẹn á, Lộc bị nghẹn trong lòng luôn á. Cái này Lộc nói thiệt nha, nhiều người người ta nói chung là cứ kiểu thấy Gam thua rồi xong rồi người ta sẽ cười vui vẻ, nhưng mà Lộc Lộc kiểu cảm thấy nghẹn á. Lộc kiểu cảm thấy là à, kiểu con người Việt Nam của mình đang bị gọi là kiểu tra tấn, kiểu bị giống như là giống kiểu là không biết nhưng mà kiểu Lộc hay gọi là Lộc không có Lộc bị bất lực ấy, nhưng mà không sao đâu, các anh em của ta đã làm rất tốt rồi. Lộc nghĩ là bây giờ chỉ cần trau dồi về những cái nói chung là về những cái tư duy chơi game một tí thôi, Lộc nghĩ là mùa sau chắc chắn sẽ thành công. Nhưng đi song song đó chắc chắn là phải có một nhân tố. Cố lên nào những người đồng đội tôi ơi, mùa sau hãy trả thù nào. À, hành bố Lộc 16, hành anh Khánh 24, cày vãi nhớ đó. Giờ là không có muốn nói nhiều nữa, giờ là chỉ cần chứng minh thể hiện thôi. Hàng cao thủ này đã làm mất thời gian của Lộc quá nhiều rồi. Một tuần nay giống như kiểu mình ngang hàng với tụi nó vậy đó. Mà trong khi đó Lộc đã từng 2 à khách đấu hàng. Vậy mà bây giờ giống như kiểu ngang hàng như tụi mày. Bây giờ không có đâu. Ok, hello anh em. Thì dạo gần đây thì Lộc chim mà nói chung là kênh chat của Lộc cứ gọi là than phiền hỏi là anh Lộc ơi, sao giờ này là cái ạc răng Việt của em nó cứ bị gì mà nói chung là bị mất hoài à? Lộc cũng cảm thấy gọi là thấy thương cho người ta, cho nên là Lộc gọi là tạo nguyên cái shop ạc ma vương này luôn. Đó, thì đây là cái shop ma vương mà Lộc mới tạo đây. Thì là có rất nhiều cái gọi là cái ạc gọi là uy tín. Ai có nhu cầu thì mua ủng hộ shop ma vương nha. Để coi, mày chimmer ha, coi có chim không? Demo 100 ha, có chim không? Có chim thì để cái map qua một bên. À, chim luôn. Ủa, what the f***, sao giống Khang quá vậy? What bad demo con chim. Chim thì để map qua một bên. giỡn thôi. Ai, từ từ. Từ từ tí, để nhìn qua demo cái coi. Giỡn thôi, demo không phải coi map ha. Có gì. Ghé qua nè luôn. Khó ta. Lộc tắt map nó rồi anh em ơi. Con người Việt Nam của mình mà. Thua thì thua chứ không có chơi dơ vậy được. Đừng chơi. Anh em ơi coi bên đó delay bao nhiêu giây vậy ta. Anh em có thể nào không? Cho Lộc tí thông tin được ma vương vì thế mà cuộc đó muốn vượt nó khó sao biết mà vô công lao. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa
ghen. Vãi ra. Vừa khiếp vừa khiếp. Này sao? Trời ơi là trời. Ai ạ? Để mời nó kỹ quá nha. Hôm ba cục máu con chó này ở bên nhầm. Làm lục bảo chắc lên giáp lửa quá. Chắc lên giáp lửa nó khè lọc quá. Ôi 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 chuối 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 chuối. Ôi chuối mày. Chuối mày hao vô lại. Có cái giáp lửa này đánh đi. Má vãi cái má luôn cái giáp này luôn rồi trời. Nó lên cái này, nó lên cái này, nó lên cái này. Vãi cả có cái này nhưng mà vẫn chết. What the f*** luôn á chứ. Ghê bà nội. Má giáp máu luôn hả ghê. Ghê quá dạ. Vãi cái gì tem mô giáp máu vậy bồ. Chơi được không vậy? Trời ơi, xuống dưới chỗ còn sắm chết queo luôn. Trời ơi, anh đứng cái bài dài mày, anh đứng cái bài dài mày. 1, 2, 3. Anh không thấy. Ôi, anh giật về mày. Anh dễ thương mày. Ôi, tán qua bên kia không đánh được luôn. Giả bộ chim mồi, chim mồi. Cái má vui nó đánh kìa. Thế giới. Ai giờ em không biết ở đây luôn. Crash and burn, make mistakes.